Hungary, Hy Lạp chặn gói trừng phạt Nga của EU. EU không đạt được nhất trí về gói trừng phạt thứ 11 của khối với Nga, do vấp phải sự phản đối từ Hungary và Hy Lạp. Các quan chức Liên minh châu Âu, EU, không đạt thỏa thuận chính trị về gói trừng phạt mới với Nga do hai thành viên là Hy Lạp và Hungary không nhất trí với việc Ukraine đưa một số công ty của họ vào danh sách bên tài trợ chiến tranh. Budapest và Athens yêu cầu các công ty này khỏi danh sách các thực thể dự kiến bị trừng phạt vì hỗ trợ Nga lách lệnh cấm vận của phương Tây. Động thái này được đưa ra khi Ủy ban châu Âu, EC, trình dự thảo mới nhất về gói trừng phạt thứ 11 đối với Nga vì xung đột Ukraine trong cuộc họp của Ủy ban các đại diện thường trực của EU. EC đã giảm nhẹ một số biện pháp trong dự thảo và các quan chức khối này dự kiến tiếp tục thảo luận về gói trừng phạt trong cuộc họp ngày 14 tháng 6. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Josep Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, tháng trước nhiều lần tuyên bố gói trừng phạt thứ 11 của khối sẽ tập trung vào việc thắt chặt các cơ chế thực thi lệnh trừng phạt, nhằm ngăn khả năng Nga có thể lách luật. Các quan chức EU cho rằng các biện pháp trừng phạt nên áp với những công ty của nước thứ ba nhập những mặt hàng trong diện trừng phạt và xuất sang Nga. Cuối tháng trước, một số hãng tin châu Âu và nguồn tin ngoại giao nói rằng dự thảo ban đầu của EC về gói trừng phạt Nga đã bị các nước thành viên EU yêu cầu điều chỉnh lại vì lo ngại chúng sẽ chỉ khiến khối bị cô lập trên thế giới. Politico ngày 8 tháng 6 dẫn lời Jim O'Brien, người đứng đầu văn phòng điều phối trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho hay các lô hàng vi mạch và linh kiện điện tử quan trọng được xuất đến Nga đã trở lại mức trước chiến sự, bất chấp những nỗ lực trừng phạt của phương Tây. Nga cũng được cho là đang cải thiện khả năng chống lại các biện pháp trừng phạt mạnh tay từ Mỹ và đồng minh. EU đã áp đặt 10 vòng trừng phạt quy mô chưa từng có đối với Moscow, nhắm vào các mặt hàng xuất khẩu trọng yếu. Gói mới nhất, công bố ngày 24 tháng 2, áp đặt các hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn với hàng hóa lưỡng dụng, cũng như đặt ra chế tài với các thực thể ủng hộ cuộc chiến, truyền bá thông tin tuyên truyền hoặc chuyển máy bay không người lái, UAV, cho Nga. Bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.